Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục răng hàm mặt trên website mạng y tế vn sức khỏe răng miệng. Trong thai kỳ phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng. Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng. Tình trạng răng miệng thường có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi bên trong cơ thể trong suốt thời gian này. Ví dụ như nhiều phụ nữ bị viêm nướu nặng hơn trong thai kỳ. Viêm nướu là tình trạng nhiễm trùng có thể gây sưng, đỏ mô nướu. Nướu cũng trở nên dễ chảy máu hơn khi chải răng hoặc dùng chỉ nha khoa. Nếu không điều trị, viêm nướu có thể ảnh hưởng đến mô nâng đỡ răng. Nha sĩ có thể sẽ khuyên nên làm sạch răng miệng thường xuyên hơn để phòng ngừa viêm nướu. Hình 1, sức khỏe răng miệng liên quan đến sức khỏe thai nhi đôi khi nhiều khối xương xuất hiện dọc theo đường viền nứa hoặc giữa các răng. Những khối xưng này không gây hại gì nhưng nó dễ chảy máu và có bề ngoài đỏ, giống bề mặt quả dâu tằm khi nhìn thoáng qua. Mặc dù những khối này được gọi là u nứa thai kỳ nhưng nó không phải là một khối u thật sự hay. Ung thư, nó thường tự biến mất sau khi mang thai nhưng nếu gây phiền toái nhiều thì có thể được cắt bỏ mà. Chỉ cần gây tê tại chỗ. Hình 2 u nứa thai kỳ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe răng miệng trong thai kỳ các thai phụ nên duy trì đến phòng nha trong suốt thai kỳ để kiểm tra răng miệng và làm sạch răng. Cần cho nha sĩ biết rằng mình đang mang thai và về những thay đổi về sức khỏe răng miệng mà mình cảm nhận được. Ngoài ra, phải cho nha sĩ biết về tất cả thuốc y khoa và thuốc bổ đang sử dụng. Nha sĩ có thể sẽ cần phải kê đơn thuốc trong quá trình điều trị. Một vài thuốc được xem là an toàn nếu sử dụng có giới hạn trong suốt thời gian mang thai, trong khi một vài thuốc hoàn toàn không được sử dụng. Ví dụ như nếu thai phụ đang có nhiễm trùng tiến triển, nha sĩ được quyền kê toa penicillin hoặc amoxicillin. Tuy nhiên, tetracycline lại không được dùng vì nó có thể gây nhiễm màu các răng đang phát triển trong giai đoạn phôi thai. Kết quả là khi mọc lên, răng có thể nhiễm màu nâu hoặc xám vĩnh viễn bác sĩ hoặc nha sĩ có thể cho phụ nữ mang thai biết những thuốc an toàn khi sử dụng trong giai đoạn mang thai. Hình 3. Răng bị nhiễm màu do tetracycline mặc dù việc chụp phim tia x có thể được hoãn lại cho đến khi sinh em bé, nhưng đôi khi nha sĩ cần yêu cầu chụp phim trong quá trình điều trị để hạn chế tối đa sự tiếp xúc của thai phụ và thai nhi với tia x. Nha sĩ sẽ dùng một áo trì để che chắn thai và đeo vòng che tuyến giáp xung quanh cổ. Hai phụ cũng nên nói với bác sĩ hoặc nha sĩ về bất cứ lo lắng nào trong quá trình điều trị. Chăm sóc sức khỏe tốt hàng ngày là chìa khóa bảo vệ cho sức khỏe răng miệng. Để phòng ngừa sâu răng và viêm nướu, chải răng kỹ lưỡng ít nhất 2 lần mỗi ngày với kem có fluoride để loại bỏ mảng bám. Phải làm sạch vùng kẽ răng hàng ngày bằng chỉ nha khoa hoặc các dụng cụ làm sạch đặc biệt cho vùng này. Hỏi nha sĩ cách chải răng và dùng trị đúng. Hình 4 khám và nhờ tư vấn sức khỏe răng miệng thường xuyên chế độ ăn trong thai kỳ ăn vặt thường. Xuyên có thể làm tăng nguy cơ bị sâu răng, bệnh có nguyên nhân là do mảng bám. Mảng bám là một màng phím vi khuẩn, có tính dính và được hình thành liên tục trên răng. Vi khuẩn chuyển hóa đường và tinh bột còn lưu lại trong miệng sau khi ăn thành axit. Chất có khả năng tấn công men răng. Đường tồn tại trong miệng càng lâu thì thời gian axit tấn công sẽ càng dài. Sau khi bị tấn công nhiều lần, sâu răng có thể sẽ xuất hiện. Sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân Sức khỏe răng miệng là một phần quan trọng trong sức khỏe toàn thân và những bệnh nha khoa không được điều trị có thể gây hại cho bà mẹ và em bé. Trong các hoạt động chăm sóc cơ thể hàng ngày, phải luôn ghi nhớ cả sức khỏe răng miệng và cho nha sĩ biết tất cả thay đổi của tình trạng răng miệng trong thai kỳ. Tài liệu tham khảo HTTP www Ada section Science Research PDF for the Dental Party ăn gạch dưới may gạch dưới 2011 PDF nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Hy vọng bài viết sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.